Con là cư sĩ, vợ chồng con quyết định không sinh con. Dù gia đình con không ủng hộ và chồng con không muốn có thêm trách nhiệm và muốn tập trung làm tốt trách nhiệm sẵn có với gia đình và bản thân. Con thắc mắc là quyết định này có ích kỷ và vô trách nhiệm đối với các chúng sinh không? Vì con có được thân người để tu tập là do có ba mẹ con vất vả sinh ra. Con xin được nghe sự khai sáng. Quý vị có nghe câu này chưa? Không có mợ thì chợ vẫn đông. Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn chẳng bỏ không bữa nào. Tức là nếu như mà mình quyết định không có sinh á, thì chúng sanh họ không đầu thai ở chỗ này, họ đầu thai ở chỗ khác. Cho nên là không có quan trọng, không có mình còn có người khác. Nói như cái kiểu quý vị thì mấy ông sư đi tu không có con đó nói giỏi, bao nhiêu vị tu sĩ, bao nhiêu vị tu sĩ, nếu mà tính cả các cái trường phái khác gồm cả tăng ni, biết bao nhiêu vị tu sĩ không lựa chọn là không có con nói giỏi, thì không lẽ như vậy là vô trách nhiệm hay sao? Cho nên quý vị cứ yên tâm ha, yên tâm là không có mình thì chúng sanh cũng có những cái nơi khác để họ đi tái sanh. Cái quan trọng là mình lo phần của mình thôi. Nó có hai cái khác nhau, nó có hai cái khác nhau. Một á là mình có khả năng sinh sản nhưng mà mình không muốn, mình không thích, thì nó là quyết định của mình. Còn có những người đó là do cái nghiệp của họ, cho nên đó là họ dù có muốn đi chăng nữa thì họ vẫn không thể nào sinh sản được. Cho nên là cái mọi chuyện là do quyết định của mình.